Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại khỏi World Cup 2023 sau 2 trận thua trước đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Mặc dù bị loại sớm, nhưng những gì mà thầy trò ông Mai Đức Chung thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua là rất đáng ghi nhận. Cho dù thua kém về thể hình, thể lực và kinh nghiệm trận mạc, nhưng các cô gái kim cương đã chơi bóng với trái tim nóng và cái đầu lạnh khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn. Dù để thủng lưới 5 bàn sau 2 trận đấu, nhưng nữ Việt Nam vẫn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các đối thủ. Thất bại trước nữ Mỹ và nữ Bồ Đào Nha khiến giấc mơ đi tiếp của nữ Việt Nam tan theo mây khói, nhưng sau những trận đấu này, đại diện của khu vực Đông Nam Á đã thu về được những bài học, nói như huấn luyện viên Mai Đức Chung là vô cùng quý báu. Chiều nay 1 tháng 8, nữ Việt Nam sẽ có thêm một bài học nữa, đó chính là cuộc so tài với nữ Hà Lan. Với thầy trò ông Mai Đức Chung đây không phải là một trận đấu thủ tục mà nó là một trận chiến, một cơ hội để chúng ta thể hiện khả năng của người phụ nữ Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, ông Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam biết rằng mình không còn cơ hội đi tiếp, nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan. Tôi biết đối thủ cũng đang tranh chấp tỷ số với nữ Mỹ với hy vọng giành ngôi nhất bảng nên nữ Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Tiết lộ về đấu pháp trước nữ Hà Lan, ông Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn nên phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội chơi tấn công nên dẫn đến sơ hở ở phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ là nữ Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới nữ Việt Nam. Vậy nên, chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị loại, nhưng đội tuyển nữ Hà Lan cần ít nhất một điểm để đi tiếp. Thậm chí, đại diện châu Âu hướng tới một chiến thắng đậm để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, qua đó toàn tính đối thủ ở vòng đấu kế tiếp. Do đó, nữ Hà Lan sẽ chơi quyết tâm nên thầy trò ông Mai Đức Chung chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trước đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, nữ Việt Nam chắc chắn không thể chơi đôi công mà phải đá phòng ngự phản công như những gì ông Mai Đức Chung chia sẻ. Mục tiêu của các cô gái kim cương có lẽ là hạn chế tối đa bàn thua và cố gắng ghi được bàn thắng trước khi về nước.